Hello, xin chào tất cả anh em đã đến quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đến với tựa game Hoạt Chí Truyền Thuyết. Video này là video ngày thứ hai của series 7 ngày nông dân nhé. Thì ngày hôm nay mình đã xếp hạng thứ 5 cấp xếp bạc lục chiến 10, lục chiến 921.000 và level 38. Ok, về ngày thứ hai thì anh em đã làm hết nhiệm vụ này, nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ tổ chức này. Tiêu hết thể lực và đi full hoạt động thôi. Ngày thứ hai thì anh em sẽ lên level 30 35, mở đồng hành thứ 5 nhé. Ok, thì sau khi sang ngày thứ hai thì anh em sẽ mở ra nhân cụ này, tăng rất là nhiều lực chiến. Chúng ta tăng gần 200.000 lực chiến ở phần nhân cụ này luôn. Thì nhân cụ kiếm ở đâu? Sẽ có một cái hoạt động để anh em kiếm nhân cụ, đó chính là thám hiểm này. Sẽ có 15 lượng và 2 lượng reset cho anh đồng hành của anh em chết thì anh em sẽ được reset 2 lần. Ở đây thì mình chết hết rồi nhưng mà chỉ vượt được tới ải thứ 13 thôi, còn hai ải nữa. Thì mỗi lượt win thì anh em sẽ được một cái hòm này. Anh em mở ra, may mắn mở được đồ tím như này, tăng rất nhiều lực chiến luôn. Thì về phần nhẫn cụ thì anh em cố gắng kiếm, sau đó nâng cấp và nâng sao lên cho mình. Ưu tiên từ tím trước nhá. Nhân cụ anh em có thể mua ở đây. Em xin nhân cụ có thể mua ở đây này. Hơi chat để mình xem thử mua một lần xem sao. Ôi hơi chat lắm. Mình được hai con 5 sao rồi này. Những cái con này chưa kích duyên được nên mình chưa dùng nhé. Phun duyên Kakashi mà lên 5 sao thì nó sẽ tăng được lên level 3. Ok, tay thiên đạo này. Ở phần shop này thì anh em mua cái mảnh Kakashi với hạt tuần này cho mình. Sau đó thì anh em mua những cái con mà anh em chơi, sau đó nâng cấp đi thôi. Về quyền thì anh em mua thể lực đi. Phần đấu này thì anh em cũng thể mua những cái con mà anh em chơi nhé. Yasuna này, Yabu này. Trang bị để mình phun tím rồi, mình đợi hiếm thôi nhưng mà level 75 mét này. Thank you.
Vũ khí chuyên thì level 40 mới vừa mở vũ khí chuyên nên là chưa cần mua cái kia đâu. ってるみたい。掴むは勝利の花。私ってば強くなってるみたい。